trong lúc này có lẽ là thay đổi rất là dễ dàng cho những người mà đi kiếm công việc làm đó là có nhiều khi đi xin việc làm lúc nào cũng suy nghĩ là mình có phải được trả lương được công bằng hay không theo ông thị trưởng bên new york ông nói lần này ra cái lực lệ mới này rất là quan trọng những cái hãng xưởng mà có khoảng chừng bốn người làm trở lên với tỷ có một người mà làm ở bên new york phải đưa ra rõ ràng về cái tiền lương khi mà nhận người ta đi làm khi chúng ta hiểu rõ là khi đi làm được lãnh bao nhiêu tiền thì rất là quan trọng và khi mình biết rõ như vậy khi mà mình được nhận vô trong chỗ làm thì mình có thể bàn thảo lương bổng mình ra làm sao một là mình coi cái công việc mình đang làm bây giờ đó cái tiền lương mình đang có có phải là đúng hay không hoặc là mình đang hỏi để mà được lên lương đâu ra đó hai là mình đi kiếm cái công việc khác được trả lương khá hơn trong lúc này và làm như vậy những người đi làm thì có thể nhìn thấy cái tương lai mình nó như thế nào và cái hy vọng kế tiếp mình ra làm sao trong lúc này có nhiều tiểu bang trên hoa kỳ và những tiểu bang nổi tiếng giống như ở bên california họ đưa ra cái lực lệ giống giống như vậy cái lực lệ này đã có trong sách từ lâu trong lúc này, theo cái data của Monster họ đưa ra, họ báo cho biết, có 98% ủng hộ về việc tiết lộ lương bổng. Đối với cái đời hồi lúc trước mà nói về cái chuyện mà mình làm được bao nhiêu tiền ở trong hãng, đó là một cái không được nói trong hãng. Trong lúc này có cái thời đại mới, những cái người mà sanh sau này đó. Họ đang kêu gọi hãy đưa ra nói rõ ràng về chuyện này. Đây là cô giáo viên, người ta hỏi cổ có làm được bao nhiêu tiền. Cô ta đưa ra nói, tôi đây làm 53.000 một năm anh này là làm về security. Hỏi ảnh là làm được bao nhiêu tiền một năm. Ảnh nói làm khoảng chừng 85.000 một năm. Cái cô này là cái cô mà chế ra về cái chuyện mà hỏi người ta làm được bao nhiêu tiền ở trên TikTok. Đây là cái công việc ngày hôm nay cô ta làm full time, làm 8 tiếng đồng hồ luôn. Cô ta nói, tôi đây hỏi người ta làm việc gì và làm được bao nhiêu tiền một năm. Đây là 6 tháng trước rồi cô ta đã mở ra cái này. Cô ta có khoảng chừng 870.000 người theo dõi cô ta. Và cô ta có 18 million người ta đã coi những video của cô ta. đây là tại vì có nhiều người mệt mỏi về cái chuyện mà giấu làm lương bổng bao nhiêu đó và tới ngày hôm nay họ cũng biết rõ ràng đó là khi mà giấu không có nói ra lương bổng của mình cho người khác biết đó là chỉ có lợi cho những cái hãng xưởng thôi đây là đưa ra tất cả ngoài ánh sáng thì nó cũng nói rõ cho biết là cái lương bổng mình nó được trả bao nhiêu và nó khác với người ta bao nhiêu. Đối với những người phụ nữ da màu thì có nhiều lúc là nằm ở dưới chót khi mà lãnh tiền lương. Đây là không phải là tại vì lỗi của chúng tôi. Có nhiều lúc đây là tại vì tùy theo cái kỳ thị hoặc màu da như thế nào đó thì lãnh lương ra làm sao. Trong lúc này, nếu mà đưa ra tất cả sự thật hết thì nó sẽ thay đổi hoàn toàn. Đây là cái cô chuyên môn giúp đỡ cho người ta về những cái bước kế tiếp như thế nào cô ta nói trong lúc này nếu mà đưa ra sự thật hết rõ ràng đâu ra đó đây là một cái rất là lợi tốt cho những người đi xin việc làm Twisted, và làm như vậy thì những người đi xin việc làm có thể bàn thảo với người sếp của mình cái người mà nhận mình vô làm đó giống như có nhiều cái lợi khi mà mình xin vô chỗ làm thì cái lợi của bonus cũng bàn thảo về cái chuyện 401k có thể là hãng cho bao nhiêu ra làm sao và giờ nghỉ ra làm sao. Và cũng mình bàn thảo về cái chuyện mà mình được nghỉ một năm thì bao nhiêu ngày như thế nào. Looking, says... Không cần biết là mọi người trong lúc này đang đi kiếm công việc làm hay là đang làm việc. Lúc nào cũng vậy phải để cho mình có cơ hội thêm và mình hãy xài những gì mà trong lúc này được biết để mà mình làm sao có lợi cho mình công việc làm nó tốt hơn skills, you... khi mà mọi người nhìn thấy những cái hãng xưởng khác mà họ trả lương cho những gì mà mình đang làm trong lúc này so mình nhìn thấy như vậy thì mình có thể bàn thảo với cái hãng của mình lên lương cho mình ra làm sao. Và làm như vậy thì mình cũng hiểu biết rõ ràng thêm là mình nó như thế nào. Làm như vậy thì cái hiểu biết mình nhiều hơn, mình có thể bàn thảo cái tiền lương mình tốt hơn. Và mình cũng biết rõ là mình trị giá nó như thế nào, tiền lương nó ra làm sao.

mình có thể nào biết được là cái người ngồi kế bên mình là họ làm được bao nhiêu tiền ra làm sao hay không có cách nào hay không đây là cái hy vọng là cái kiểu như vậy họ đưa ra một cái với tỷ như người đó làm khoảng bao nhiêu tiền thì cái trình độ như vậy hoặc làm ở chỗ đó thì cái giá khoảng bao nhiêu. Giống như mình không có biết rõ là cái người kia sẽ làm bao nhiêu tiền chắc chắn thì sẽ không biết, nhưng mà theo những cái nhà mà nghiên cứu nói vậy. Với tỷ như người ta làm cùng công việc mình thì phải lãnh khoảng chừng 50 đồng, mà mình không có lãnh khoảng 50 đồng thì mình phải cần nói lên mình đừng có nhìn thấy tiền lương mình thấp hơn rồi mình giận, à, mình nên à, kiếm người sếp mình bàn thảo trước. Mình nói chuyện với sếp của mình, manager nói chuyện với HR trước. Và mình hỏi có thể cho cái tiền lương của mình có thể lên gần ngay cái mức điểm theo mình nên lãnh được hay không? Hoặc là mình hỏi họ mình nên làm cái gì để cho cái tiền lương mình nó lên như vậy. Và cũng có nhiều cái lắm, giống như có nhiều người họ làm lương uh, cao hơn mình là tại vì họ làm nhiều thêm. Hoặc là họ biết nhiều cái hơn cho nên họ làm tiền lương cao hơn hoặc là họ ăn học nhiều hơn mình hay như thế nào đó và mình phải để ý tới chuyện đó để mình biết mình nằm trong cái chỗ nào trong trường hợp này